Hi hi, các bạn khán giả thân mến, lại là Tí Hỏi đây. Tất nhiên là Tí Hỏi rồi, vì đây là kênh YouTube của Tí Hỏi mà. Các bạn hỏi sao hôm nay Tí lại giới thiệu cẩn thận thế nhỉ? Giới thiệu cẩn thận thế mà còn bị các bạn khán giả cho ra rìa mỗi khi gặp dài đẹp nữa là Tí biết rồi đấy nhá. Chiều theo nguyện vọng của các khán giả thân yêu, Tí Hỏi tiếp tục kể câu chuyện về các hot boy của đội tuyển U23 Việt Nam đây. Một dàn siêu phẩm gồm 23 chàng trai, không thể nói là điển trai mà phải nói là siêu điển trai mà Tí đây mới kể được 6 chàng trai ở phần 1. Nếu các bạn chưa xem qua phần 1 thì tìm lại ở phần video trên kênh của Tí nhé. Còn bây giờ, thôi thì va phải anh nào thì mình kết luôn anh ấy đi cho nhanh gọn lẹ, biết đâu. Đây đây đây, siêu phẩm đầu tiên, Tí sắp sẵn lên mâm cho các bạn thưởng thức nào. Ôi dùi ùi, hình ảnh gì mà đáng yêu vậy trời. Đây là ai? A. Thủ môn Nguyễn Văn Toản. B. Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng. C. Thủ môn Quan Văn Chuẩn. D. Thủ môn Yelenia. Quá dễ dàng cho bạn nào đã xem phần 1 của Tí. Nào, 10 giây bắt đầu. Hết 10 giây, câu này Tí cố tình để xem có bạn nào là fan cứng của Tí thì comment xuống phía dưới nhé. Đáp án của Tí là B. Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng. Hình ảnh trên là sau tình huống U23 Việt Nam có bàn dẫn trước Thái Lan tại lượt cuối bảng C giải U23 Đông Nam Á 2022. Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng vạch áo đấu có in những dòng chữ động viên đồng đội mắc Covid-19 với thông điệp sớm khỏe lại nhé, đồng đội của tôi. Kèm theo biểu tượng trái tim thể hiện tình yêu, đây là hành động đẹp của thủ môn Trịnh Xuân Hoàng để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người hâm mộ bóng đá. Cách ăn mừng và động viên ấn tượng quá cơ ý, nhưng Tí biết cái các bạn quan tâm là đây cơ. Im tư của chàng thủ môn đây ạ. Trịnh Xuân Hoàng, sinh năm 2001, hiện anh thuộc biên chế câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa, sở hữu chiều cao 1m58 cùng khả năng đọc tình huống tốt. Xuân Hoàng nổi lên là một trong những thủ môn đầy tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Thỏa mãn các bạn chưa? Đấy mới là câu đầu tiên mà Tí đã chiều các bạn hết nấc rồi đó nha. Các bạn cũng chiều Tí bằng cách like, share video cho Tí đi nào. Tiếp theo là một hình ảnh không thể hot hơn khi đội tuyển Việt Nam vô địch tại SEA Games 31 năm 2022 vừa qua. Đây là cầu thủ nào? A. Hậu vệ Lê Văn Xuân. B. Hậu vệ Nguyễn Văn Xuân. C. Hậu vệ Lê Văn Đô. D. Hậu vệ Nguyễn Thanh Bình. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu! Tinh tinh! Hết 10 giây suy nghĩ rồi, các bạn đã có câu trả lời chưa? Tí thì nhớ như in hình ảnh trận chung kết giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan trong SEA Games vừa qua. Sau khi đội nhà đánh bại Thái Lan 1-0, hậu vệ Lê Văn Xuân chống nạng vào sân, chung vui và cùng đồng đội nhận huy chương vàng. Đáp án của Tí là A. Hậu vệ Lê Văn Xuân. Anh sinh ngày 27 tháng 2 năm 1999, hiện đang thi đấu ở vị trí hậu vệ cho câu lạc bộ Hà Nội tại giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 1 và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Lê Văn Xuân là sản phẩm của lò đào tạo bóng đá trẻ PVF khóa 2. Trong SEA Games 31, hậu vệ Lê Văn Xuân đã dính chấn thương rất nặng sau một pha va chạm trong trận bán kết với U23 Malaysia diễn ra tối ngày 19 tháng 5. Nhìn hình ảnh Lê Văn Xuân mà Tí xúc động mém khóc rồi đây. Hiện nay Lê Văn Xuân đang được chăm sóc đặc biệt và sẽ có cuộc phẫu thuật dây chằng chéo đầu gối và cần khoảng 6 tháng để có thể trở lại sân cỏ. Chúc cho cuộc phẫu thuật của anh thành công, chúc anh mau bình phục để tiếp tục cống hiến cho bóng đá nước nhà. Dài đẹp thì còn rất nhiều mà không thể tung lên một loạt cho các bạn thị tầm được. Tí đành ngồi lọc ra vậy. Đang lọc thì sệt sệt, ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn nói lên vài câu. Đó chính là Phan Tuấn Tài. Ủa, mà anh đang làm gì vậy? Đây đây, Tí đưa luôn lên đây cho các bạn xem đây. Nhắc đến đội tuyển U23 Việt Nam thì cái tên Tấn Tài có lẽ không còn xa lạ gì với người hâm mộ nữa rồi. Không chỉ đẹp trai, cầu thủ Phan Tuấn Tài còn đúng chuẩn con nhà người ta khi đỗ thủ khoa đại học, còn chăm chỉ bán hàng online. Hình ảnh trên là anh đang bán cà phê phụ giúp gia đình đấy. Vậy Tí đố các bạn, cầu thủ Phan Tuấn Tài quê ở đâu đấy? A. Gia Lai.
B. Đắk Lắk. C. Lâm Đồng. D. Kon Tum. Ý giời, câu hỏi tưởng dễ mà không dễ tí nào nhỉ. 10 giây cho các bạn. Bắt đầu. Hết giờ. Theo các bạn thì cà phê có nhiều ở đâu? Hi hi, cả 4 đáp án trên đều có nhiều cà phê hết á. Chỉ dựa vào nơi trồng nhiều cà phê thì câu hỏi này hơi khoai đấy các bạn nhỉ. Vậy nên Tí không vòng vo nữa, câu trả lời của Tí là đáp án B, Đắk Lắk. Phan Tuấn Tài sinh năm 2001, quê ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, là cầu thủ thuộc biên chế của câu lạc bộ Viettel. Anh được biết đến là một trong những cầu thủ 10X có vẻ đẹp thu hút, chuẩn soái ca với chiều cao 1m76. Với vị trí thủ khoa đầu vào của trường Đại học Thể dục Thể thao Hà Nội cùng với gương mặt vô cùng điển trai, không thể phủ nhận Phan Tuấn Tài là hot boy thủ khoa của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Ngoài ra, anh còn được biết đến nhiều hơn trong trận chung kết U23 Đông Nam Á 2022 với số áo 21. Sở hữu thành tích học tập khủng cùng lối chơi chuyên nghiệp trong đội tuyển U23 Việt Nam, chắc chắn Phan Tuấn Tài đang được mọi người mong đợi, tin tưởng, dõi theo chân sút trẻ tuổi này. Thật đúng là tuổi trẻ tài cao, cứ đẹp trai, có tài, lại đảm thế này, làm sao mà không mến mộ được cơ chứ? Đặc biệt Đắk Lắk, hãy theo Tí đến với Phan Thiết, Bình Thuận, nơi sinh ra cầu thủ có cái tên rất đặc biệt luôn, Dụng Quang Nho. Đây, hình ảnh của Dụng Quang Nho đây các bạn nhé. Tí đố các bạn nhìn hình, đoán được dân tộc đấy. Ahihi. Theo các bạn, cầu thủ Dụng Quang Nho dân tộc gì? A. Dân tộc Khmer. B. Dân tộc Mường. C. Dân tộc Thái. D. Dân tộc Chăm. Các bạn có 10 giây suy nghĩ, trả lời nhanh sẽ có quà. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết 10 giây rồi, đáp án của Tí là D, dân tộc Chăm. Để Tí ngó nghiêng xem bạn nào đã comment rồi nhé. Nào, hãy nhận của Tí một tràng pháo tay thật giòn giã. Đây là món quà tinh thần khi nào các bạn kéo anh chị em, bạn bè, cô dì, chú bác vào đăng ký like, share cho kênh của Tí nhiều lên 1.000 view thì Tí sẽ có quà siêu to khổng lồ nha. Không điêu. À, suýt quên, quay trở lại vấn đề chính. Cầu thủ Dụng Quang Nho sinh năm 2000. Quang Nho là người dân tộc Chăm, sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhưng năng khiếu bóng đá của Quang Nho được bộc lộ từ rất sớm. Điều này khiến ông Dụng Quang Kít, bố của Quang Nho, sớm đặt kỳ vọng đến một ngày cậu con trai của mình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Và đó cũng là lý do mà ông quyết định đưa cậu Quang Nho đi thi tuyển vào khóa 3 lò đào tạo trẻ danh tiếng Hoàng Anh Gia Lai vào năm 2013. Em vẫn còn nhớ như in ngày đi thi vào Học viện Hoàng Anh Gia Lai. Lúc đó 3 giờ sáng, hai bố con từ Bình Thuận đi Ninh Thuận. Tới chỗ thi 5 giờ, chỉ kịp ăn vội ổ bánh mì rồi vào thi. Không ngờ là mình đậu. Lúc được vào học viện, rồi ngày nào cũng khóc tại vì nhớ nhà quá. Còn nhỏ nên chưa trải qua cảm giác xa nhà. Bố ngày nào cũng phải gọi điện hỏi thăm, nhắc nhở, tập luyện, động viên em nhiều lắm. Quang Nho nhớ lại và kể về Tí như thế đó. A hi hi, Tí đùa, Quang Nho của chúng ta đúng là một tấm gương nghị lực vươn lên để đạt được ước mơ của mình các bạn nhỉ. Tí ngưỡng mộ Quang Nho lắm luôn. Nào nào, lại là chuyên mục nhìn hình đoán tuổi đây. Không hiểu sao Tí rất thích nhìn mặt đoán tuổi nhé. Các bạn hãy nhìn hình ảnh này, khuôn mặt này, đoán xem cầu thủ Nguyễn Văn Tùng bao nhiêu tuổi nhé. A. 20 tuổi. B. 21 tuổi. C. 22 tuổi. D. 23 tuổi. 10 giây bắt đầu. Hết giờ rồi, nhanh thế không biết. Các bạn đã kịp dùng máy tính để tính chưa? Tí thì tính nhẩm nhanh như một cơn gió rồi đấy. Theo thông tin từ Google cung cấp thì cầu thủ Nguyễn Văn Tùng sinh năm 2001, tức là năm nay anh chàng này mới 21 tuổi thôi. Đáp án chính xác là đáp án B, 21 tuổi nha. Nguyễn Văn Tùng thực sự được người hâm mộ chú ý đến bởi pha bóng xuất sắc nhất trận U23 Việt Nam thắng U23 Timor-Leste. Siêu phẩm bắt volley một chạm tung lưới U23 Thái Lan ở phút thứ 37 của Nguyễn Văn Tùng là không đủ để giúp U23 Việt Nam giành trọn 3 điểm ngày ra quân tại VCK U23 châu Á 2022. Nhưng đây là món quà sinh nhật ý nghĩa,
Tiền đạo sinh ngày 2 tháng 6 năm 2001 tự tặng bản thân. Ngoài ra, trước đấy trong trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á 2022, Nguyễn Văn Tùng đã ghi 2 bàn thắng trong chiến thắng 7-0 trước U23 Singapore. Và anh cũng chính là cầu thủ mở màn tỷ số ngay ở phút thứ 3 của trận đấu, giúp U23 Việt Nam giải tỏa được về tâm lý. Nguyễn Văn Tùng cho thấy khả năng săn bàn thiên bẩm của mình khi khoác áo U23 Việt Nam. Quá tuyệt vời Tùng ơi, chắc chắn là cầu thủ trẻ này sẽ còn tiến xa hơn nữa. Và không chỉ riêng Nguyễn Văn Tùng mà còn tất cả các cầu thủ của U23 Việt Nam. Các bạn còn rất trẻ, sự nghiệp còn rất dài. Trong tương lai các bạn sẽ còn rất nhiều trận đấu để khẳng định mình. Tí hy vọng rằng sẽ còn được chắp bút để viết về các bạn, về những pha bóng đẹp, những trận bóng hay thật nhiều hơn nữa. Còn bây giờ, các bạn khán giả ơi, các bạn không phải là hoàng hôn mà tí lại chiều hết mức hết cỡ thế này thì đích thị các bạn phải là thượng đế rồi. À hi hi. Nếu các bạn còn muốn ngắm giai đẹp và được tí chiều chuộng thì hãy comment yêu cầu bên dưới để tí có động lực ra tiếp phần 3 nha. Chúng ta mới chỉ đi được nửa chặng đường để điểm tên các hot boy của đội tuyển U23 Việt Nam thôi. Còn rất nhiều điều bất ngờ và hấp dẫn ở các tập tiếp theo nữa đấy. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!